là Ngọc Hà. À dạ không, em muốn từ vùng nhiệt đới ra đó chị. Dạ. À, hôm nay chương trình là thanh xuân, cho nên là em phải tìm một cái đầm nào mà nó rực rỡ, nó thanh xuân nhất. Ngày hôm nay đến đây là chúng ta sẽ phải phân chia thành hai đội. Thì các bạn muốn là sau khi nghe câu hỏi đầu tiên để cùng đưa ra coi cái quan điểm của mình như thế nào rồi mình mới chia đội, hay là muốn làm điều đó ngay bây giờ? Nói về quan điểm thì quan điểm về thời trang trước đi. Hiện tại ở đây thì thấy về thời trang thì cả hai cái màu nhiệt đới. Ôi, vô rất là vui nha em về đây đi, còn trắng đen qua bên kia đi. Rồi. Cặp bên đây có duyên nha. Sức sống thật luôn là đúng luôn á. Dạ. Còn bên này là cặp bên đây đẹp à. Không hiểu tại sao mà hôm nay hai đội của chúng ta họ lại có duyên về quần áo đến như vậy. Nhưng không biết là về quan điểm của họ trong các tình huống cũng như các câu hỏi thì nó có tương quan với nhau hay không. Bây giờ mình chia đội rồi đó, mà xíu mà mình quan điểm khác không có được đổi lại đâu nha. Ủa vậy hả? Ừ, giờ tự nhiên bữa nay khó chơi vậy đó. Hy vọng là xíu nữa ở phần đưa ra quan điểm của mình thì các bạn cũng sẽ có sự trùng khớp giống như những gì mà các bạn đã dành cho nhau về hình ảnh bên ngoài như thế này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề ngày hôm nay. Xin mời quý vị khán giả hãy cùng theo dõi tình huống ngay sau đây. Rồi dọn dẹp đi, dọn dẹp ăn cơm nè. Rồi xong hết luôn rồi hả? Còn chút xíu là chờ chút đi. Ôi, công nhận ha, tôi chơi với bà tôi khỏe dễ sợ. Tôi có chuyện gì tôi nhờ bà qua làm hết, không động tới cái móng tay. Trời mấy chuyện này làm sao mà làm khó được chị đây. Trời ghê quá à, đàn ông quá à. Ủa, đàn ông thì sao? Đàn ông thì có gì sai? Chứ không lẽ giờ thì trở theo mong 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 nếu dối rồi chúng chán hết rồi. Bởi vì bà mạnh mẽ quá, bà đàn ông quá nên ê xa ý đến giờ. Trời ơi, người ta là ế là do là hả? Người ta chọn người tử tế được yêu thôi. Chứ đâu phải là người ta ế, người ta là độc thân vô tính đó. Rồi. Ôi dễ sợ thiệt, không có làm gì. Lẹ tôi chờ nè. Trâm. À, cái gì vậy? Thánh thần thiên địa hoặc là những đế tài thiên đại. Cái gì mà lôi hết ra nói gì Trâm? Không, tự nhiên nha. Anh vô xanh báo trước gì trơn vậy không? Tôi không, em gọi điện kêu anh qua. Thì anh qua rồi, bây giờ em hết hồn là sao? Trời ơi, em gọi điện từ sáng sớm tinh mơ, bây giờ tới giờ cơm trưa luôn. Anh canh đúng giờ qua ăn hay ghê luôn á. Em, anh còn công việc của anh nữa chứ anh phải ông bụt đâu. Nói cái xuất hiện. Em cũng cần anh, em có ông bụt mới rồi. Bụt nào? Bụt ơi, bụt. Đây là ông bụt của em. Dạ chào anh. Anh hả cho mắt. Bây giờ có chuyện gì nhờ luôn đi. Anh hết bận rồi. Gì kìa? Đừng nhờ bạn em, phiền bạn em hết. Trời em. Ngồi đi. Ủa sao nãy anh nói anh bận rồi? Hồi nãy tưởng là bận mà bây giờ tự nhiên cảm thấy hết bận thì hết bận thôi. Dạ không, mà em cũng làm xong cái chơi rồi. Mấy cái chuyện này hả, nhà em làm hoài à. Cái thiệt với anh luôn á, nhà em có ông anh. Mà mỗi lần đụng tới hả, cái clê là hả, ổng vuông tay nè. Bởi vậy ổng muốn hay là đường dây điện hay là xe gì đó ở nhà em sửa hết. Nên ba chuyện này bình thường. Dạ. Em làm hết mấy chuyện đó luôn. Dạ đúng rồi. Em giỡn hoài chuyện đàn ông mà sao em làm được. Trời ơi, bạn không biết chứ em chơi với nó từ đó đến giờ biết bao nhiêu năm rồi. Chưa bao giờ em thấy chuyện gì mà nó phải nhờ tới đàn ông cho một mình làm hết luôn, chơi láng luôn á. Cái tính nó vậy đó. Ý, gì vậy? Dạ alo. À dạ. Dạ đúng rồi. À dạ anh tới rồi hả? Dạ dạ, rồi anh đứng ngoài cửa đi, dạ em ra liền. Ê, tôi ra khiêng thùng hàng vô nha. Khiêng hàng hả? Để anh phụ. Dạ thôi, anh thôi, nếu mà thường không có chuyện gì đâu. Anh nói là chơi đi. Ra khiêng vô giùm nghe bộ. Em làm một mình luôn hả? Ổn không vậy? Trời ơi, làm sao mà không ổn được. Em đã nói rồi, bạn em nói vậy á. Phải rồi, chúng sẽ ái tình rồi. Thì lúc mở bài thì sét vừa đánh trúng, mà vô tới thân bài cái sét tan luôn. Lúc đầu mới nhìn á thì cảm thấy rất là nhẹ nhàng, xinh xắn như thương. Nhưng mà nói chuyện một hồi á là thấy cái người đàn ông bên trong á nó trỗi dậy quá. Hơi mạnh mẽ. Anh nè, nó mạnh mẽ vậy thì làm hết mọi chuyện, anh đỡ phải làm, cái gì đâu mà ngán. Em không hiểu đâu, người đàn ông mà quen được một người phụ nữ mạnh mẽ quá, họ bị cảm thấy họ bị là lép vế, em hiểu không? Nói như anh, người nào mạnh mẽ thì không quen được người yêu hả? Ý anh không phải là anh nói là người phụ nữ nào mạnh mẽ cũng vậy hết, nhưng mà đa phần đàn ông tụi anh đó nha, khi mà kế bên người phụ nữ mà mạnh mẽ hơn mình á, họ cảm thấy họ bị thu bé lại chỉ bằng cô gái. Cái chân lý đó đâu ra vậy? Thì trải nghiệm mà biết. Ôi, nãy giờ kìa. Đó, để xuống gọn gàng thấy chưa? Em khiêng một mình em luôn. Dạ, em khiêng mình hoài mà. Trời ơi, thùng này giỏi mười mấy 20 kg chứ mấy. Đàng hoàng, em khiêng không nổi luôn á. Thôi, anh nghĩ thôi, bữa cơm này hai anh em ở lại ăn cơm vui vẻ nha. Anh nào?
Hai em lại ăn cơm vui vẻ nha. Thôi anh có việc anh đi trước. Ê ê, hai đồng tiền của tôi nha. Cặp gái chưa? Chưa. Đấy đó. Thì nhưng mà hình như anh bỏ chạy á. Là sao? Là anh hơi sợ bà. Sợ hả? Mắc gì sợ? Anh nói đi kế bên phụ nữ mạnh mẽ quá, đàn ông sẽ bị thu nhỏ lại thành một cô gái. Ừ vậy thì chỗ vậy thôi. Là với tôi không có một cô bằng. Ê mà tôi rất thiệt nha, bà bớt mạnh mẽ nó chút xíu đi. Có nghĩa là bà để có tình yêu á, bà phải khép cái mạnh mẽ nó nếp vô trong chút xíu. Quan niệm gì kỳ vậy? Ủa giờ tự nhiên mạnh mẽ cái kêu là phải giả vờ yếu đuối hả? Phải mong manh giả vờ hả? Sao kỳ vậy? Chứ giờ bà đi kế đàn ông mà bà ghê quá, cảm giác quen bà sao? Nếu mà yêu nhau là phải yêu con người thật của nhau. Nếu mà tôi mạnh mẽ bây giờ ai yêu tôi phải chấp nhận cái mạnh mẽ đó, còn nếu không yêu thì thôi. Ủa phụ nữ mắc cái gì không được mạnh mẽ? Tại đàn ông không mạnh mẽ bằng thôi, đáng chịu chứ. Đó là tình huống của chúng ta. Tình huống cũng đã nói lên chủ đề của chương trình rồi. Với những cô nàng quá mạnh mẽ thì liệu rằng là con trai có dám yêu hay không? Đây là đang nói về con trai nha. Chứ nếu mà nói về đàn ông, nhất là những người đàn ông mà đã có gia đình rồi, đã có con á, thì thực ra tôi nghĩ là họ cũng sẽ rất hạnh phúc nếu như trong gia đình có một người vợ xông xáo và biết làm mọi việc. Đúng không Ngọc Trai nhỉ? Em đồng quan điểm với chị. Đó, những người đàn ông nói điềm đạm quá ha. Bây giờ điềm đạm hơn anh Đức nha. Cái cuộc sống mà khi mà có vợ có con nó thay đổi em như thế nào không trai? Dạ, đổi nhiều lắm anh. Giống như là hồi xưa là em như anh vậy đó. Bây giờ là em như em vậy đó. Chỉ như đó thôi là chỉ gì đó thôi. Người thanh niên, những người còn trẻ thì có thể có một chút e dè trước những cô nàng quá mạnh mẽ vì họ hay lường trước rằng liệu rằng những cô nàng như vậy thì có quyết định và lấn áp mình trong mọi việc hay không. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu hỏi đầu tiên. Theo bạn, con gái có nên quá mạnh mẽ hay không? Hết chưa? Hết mà anh có chứ có sớm một việc rồi. Ngọc Trai có đồng ý với quan điểm này của Lê Lộc không? Dạ đồng ý, nên mạnh mẽ. Đều đồng ý là con gái nên mạnh mẽ. Còn anh Đức với lại Tường Vi? Con gái không nên quá mạnh mẽ. Em cũng nghĩ vậy, tại bây giờ con gái mà mạnh mẽ rồi thì con trai để làm gì? Đó. Em cũng nghĩ vậy là vì em trót mặc đồ giống anh Đức. Hay là thật sự em cũng nghĩ như vậy? Không, em nghĩ như vậy thiệt, em suy nghĩ như vậy. Cái người phụ nữ mạnh mẽ là họ cứng rắn và họ làm chủ được bản thân mình. Thì họ biết những gì mình sẽ làm hiện tại và trong tương lai. Những việc gì mình có thể làm được mình sẽ tự làm mà không cần tới đàn ông. Mặc dù việc đó đàn ông có thể làm được. Không, cái chuyện cái đó anh nghĩ là anh nghĩ là cái điều đó là em phải làm. Tại vì cuộc đời em bây giờ chưa có người đàn ông bên cạnh. Sao anh biết là người đàn ông? Cái Lê Lộc vừa nói thì thực ra đó là chủ động, tự lập. Đôi khi quá cứng và quá làm chủ bản thân thì sẽ đặt cái suy nghĩ là những cái người đàn ông đó không có đủ mạnh mẽ và đủ quyết đoán bằng mình. Đôi khi là lại quyết định sai lầm. Mà anh Đức với Tường Vi có nghĩ rằng là đối với những người phụ nữ những quá mạnh mẽ, họ cũng làm mất đi cái đặc ân vốn có của phụ nữ, rằng chính là xác. Được quyền nhõng nhẽo, được quyền yếu đuối hơn. Và tự nhiên họ mạnh mẽ quá riết á, họ bị quen cái kiểu đó. Và nhiều khi thực ra họ cảm thấy cũng muốn em mệt quá này quá. Không, không được làm này kỳ lắm đó. Và lúc đó tự nhiên người đàn ông thì người ta cảm thấy trời, tại sao lúc nào cô này cũng quá là mạnh mẽ đi. Dẫu biết cái chuyện mạnh mẽ làm cái chuyện rất là cần phải có, nhưng mà nếu mà lúc nào cũng mạnh hết và không biết yếu đúng chỗ thì em nghĩ là nó cũng hơi bị mất vai trò của người đàn ông. Nhưng mà theo anh Trai thì anh có nghĩ là cái người phụ nữ mà yếu đuối quá thì người đàn ông sẽ cho là à họ không trưởng thành. Nếu như mà cái cô gái này là mạnh mẽ trong cái tinh thần hoặc là tâm hồn á thì đó là một điều nên có. Tại vì là có những thứ nó sẽ xảy ra trong cuộc sống của mình mà mình không thể nào mà mình lường trước được. Nếu như mà cô gái nó mạnh mẽ để mà vượt qua mọi thứ, mình cũng phải xét thêm một cái trường hợp là liệu rằng đó là cái cách cô gái đó chọn để mà là đối diện với lại những gì nó sẽ xảy ra hay không, hay đó là cái cá tính giống như là vừa mới sinh ra là đã là như vậy rồi. Thực tình á, khi mà em một mình một cõi ví dụ như thế này thì em sẽ mạnh mẽ, em sẽ tự chủ và em sẽ độc lập. Tuy nhiên khi mà em đi với bạn trai em thì em như một con mèo vậy đó chị. Là em hai mình đó đúng không? Dạ. Là lúc nào cũng không đó, lúc nào cũng vậy đó. Trời ơi là hai nè. Em mà vậy mắt nhìn người ta mắc mệt không em? Thôi kệ đi chị, không có lúc nào cũng được mệt như vậy đâu. Nhưng mà tất nhiên là cũng có những lúc, không phải lúc nào em cũng như vậy, em cũng cân bằng lắm. Có những lúc á người ta cũng cảm thấy là em chia lịch giống như đi quay đúng không? Em có cương chị.
cái đó cũng là một cái hay, bởi vì trong cuộc sống mình phải có nhiều cái cảm xúc khác nhau và nhiều cách thể hiện cảm xúc khác nhau thì cái cuộc sống mới đỡ nhàm chán. Những người con gái mạnh mẽ họ vẫn muốn nhõng nhẽo đó, nhưng vì họ muốn chứng tỏ họ là những cái người mà cá tính mạnh mẽ, họ lại giấu cái điều đó đi, hoặc họ thể hiện cái cách nhõng nhẽo bằng một cách mạnh quá, rất khác, sẽ làm cho người đàn ông sẽ cảm thấy ồ mình không thích điều này cho lắm. Mà có thường là muốn là người đàn ông phải tự đoán, phải tự đoán ra. Chẳng hạn như ngày hôm nay nè, anh ơi tôi muốn anh phải bỏ qua cái công việc đó để anh về anh đưa tôi đi chơi. Nhưng mà anh nói ra tôi muốn như vậy, mà kiếm được cái sự mạnh mẽ lại thể hiện bằng cái cách là anh suốt ngày anh chỉ biết cái công việc thôi mà anh không quan tâm đến cái cảm xúc của tôi. Tự anh phải hiểu điều đó chứ. Cái sự mạnh mẽ đó là khi làm cho người đàn ông sẽ cảm thấy là mình thiếu đi cái sự chia sẻ. Như vậy là sự mạnh mẽ ở con gái hay là ở phụ nữ nói chung nó cũng có nhiều lý do. Một là do bản tính của cô ấy vốn dĩ là như vậy. Hai là vì môi trường giáo dục, vì những sự kiện xảy ra trong cuộc đời cô ấy mà buộc cô ấy phải mạnh mẽ. Ba là cô ấy gặp trúng một người đàn ông không chủ động. Cho nên là lúc nào cô ấy cũng ở trong thế chủ động, và chủ động riết thì đã quen với cái sự mạnh mẽ như vậy. Và đến khi muốn thay đổi thì lại cảm thấy mình rất là ngượng nghịu. Vậy thì ở trường hợp này có lẽ là Vân xin được nghiêng một chút về đội của anh Đức và Tường Vi, thì có lẽ là phụ nữ vẫn nên mạnh mẽ nhưng không nên quá mạnh mẽ. Ở câu đầu tiên này xin được tặng huy hiệu siêu hùng biện cho anh Đức và Tường Vi. Ngày hôm nay là ngày của em nha mọi người. Là ngày của em đó. Mọi người sẽ im cho Vi nói mà.